sắc hả bác? Hoa ngũ sắc à? Cây là cây ngũ sắc. Tiến vào đó là vườn hoa mẫu đơn, hoa mẫu đơn rất là nhiều đơn. Chụp qua Zalo gửi xem. Hoa mẫu đơn này là mẫu đơn núi bác ạ, hay mẫu đơn ta? Mẫu đơn ta. Thì cây mẫu đơn rất là khủng khiếp, tuyệt đẹp. Chị bán hàng rất là duyên dáng. Đây là mẫu đơn. Dịch đã xong. Cây này nhiều tiền không chị? 500. Đấy, chị ơi, cây được. Cây 500 rất là đẹp. Cây đầu xe đi để ngồi nào. Rất là nhiều hoa. Cây này nhiều tiền chị ấy? Cái này đấy anh 550. 550, rất là đẹp. Gốc mẫu đơn. Đơn này đơn ta đấy chị ạ? Đơn ta cổ nhung luôn đấy. Đó lắm hoa thì đóng hoa Nhật nó rẻ hơn. Ờ. Hoa rất là đậm. Không có này, mất 3 triệu, 300 xe. Để quý đâu? Giao dịch một cây mẫu đơn. Mẫu đơn rất là đẹp. Lấy bao tiền? Tức là bây giờ em trả chị 4.3 triệu, trả tiền xe, tiền mẫu đơn. Ok chưa? Cây mẫu đơn này 4.3 triệu anh em. Ta xem cây mẫu đơn 4.3 triệu nhé. 300 tiền xe còn 4 triệu cái mẫu đơn. Anh cứ ở đây em chậu là được đi, về nhà thôi đi. Bán cả chậu. Cuộc giao dịch đã thành công. Chị... chị chở xe đến nhà cho. Chị chủ hàng có thể chở tận nhà cho mình. Anh lấy bao nhiêu em chỉ biết em trả thêm 300 thôi. Rất là đẹp. Rất nhiều hoa mẫu đơn. Hoa rất là to nhỉ. Đẹp nhỉ. Sao cái hoa này nó to thế? Sai quả nhỉ. Ừ. Cái trồng của nó cách trồng thì không. Cây kia 4.3 triệu. Đúng. Kia cây to nhất. 4.3 triệu, 300 tiền chở 4 triệu cây hoa. Cây này bao nhiêu? Cây này có 500 thôi anh ạ. Cây này 500 nhưng mà gốc nó hơi nhỏ. Gốc cũng to. Trồng này. Cây trồng thì chắc là đắt hơn. Cây đấy gốc to hơn. Chắc tầm triệu là đi. Dưới tí cũng được. Cây kia là gốc nó to. 4 triệu thì nó cứ đo cm của gốc ăn tiền. À, nó tính gốc. Có cả mẫu đơn hồng phấn nhỉ? Phấn hồng. Tí rồi. Anh chia để anh nhảy cho 300 được. Thì anh lấy tiền nó. Lấy cho. Vườn mẫu đơn nữa.
cái hoa này nó không đỏ đậm bác nhỉ? Hoa này nó chỉ đậm. Tác phẩm sung, rất nhiều sung. Triệu rưỡi còn mẫu đơn. Mẫu đơn ta đây. To cây này phải có cái sân rộng. Sân rộng kê cái chậu to. Đẹp, cây này đẹp. Hoa đến tháng 9. Hoa mẫu đơn đến tháng 9. Cái này cái hồng cổ là gì ấy? Cái này là mai chứ. Quán bán dụng cụ. Rất nhiều chậu đẹp. Ba tiền. Tiền cái giò chầm này, cái giò chầm 850, cái chậu gỗ này của em là 200, trong nó là gỗ hết à? Không, cái là
bỏ thông mà đem trồng mà. Trồng hoa đẹp. Chào. Xin chào. Trồng. Hôm nay vẫn có kèo. Ở Quốc hả?